trời ơi, một bài hát mà Lâm Trấn Khang mới phát hành cách đây có 2 ngày thôi, nằm trong cái cuốn album mà quý vị và các bạn đang ủng hộ đó, cái phim Luật Nhân Quả đó. Cảm ơn bạn, bạn đã yêu mến ca khúc Một Lần Mất Niềm Tin Vạn Lần Bất Cần của mình, nhưng mà mới phát hành 2 ngày thôi cho nên mình chưa chuẩn bị nhạc. Cảm ơn bạn rất nhiều, nhưng mà mình hứa với bạn là lần sau Khang về đây chắc chắn Khang sẽ hát với bạn bài hát Một Lần Mất Niềm Tin Vạn Lần Bất Cần. Cảm ơn bạn rất nhiều, bạn rất là đẹp trai. Bài khác nữa hả? Bài khác là bài gì nữa? Đừng chậm lại tôi. Trời ơi, đừng chậm, sao ông kiếm, mấy bài từ thợ Nguyễn Đình Chiểu ở chuồng không vậy? Câu hỏi chưa trả lời. Ôi, bài này chơi được nè, hai mình chơi được. Bài nào tôi chơi được, tôi nói tôi chơi được ha. Nào, ok, bây giờ nè, bây giờ cho hỏi bạn tên gì? Dạ, em tên Thắng. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 20. Về nhớ cạo râu nha. Mới 20 tuổi kìa, vô trong lấy cái micro kìa. Mới 20 tuổi mà râu ria tùm lum hết chứ. À, biểu em, nè. Có vợ chưa? Dạ chưa. Có con chưa? Chưa. Ông rảnh quá, chưa có vợ sao có con? Vì cũng đi trả lời. Đáng lý hôm nay tôi hát bài hát khác, nhưng mà tại vì ông lên đây yêu cầu cho nên tôi quất bài câu hỏi em chưa trả lời với ông luôn. Nè, nghe Khang hỏi nè, đã yêu cầu Lâm Trấn Khang là phải thuộc hết nha. Bây giờ nghe Khang hỏi nè, thuộc câu hỏi em chưa trả lời không? Thuộc hết đâu. Dạ không, 100%. Thôi đi về đi. Không nữa. Mình là đàn ông trai, một lần lên đây là một là thuộc hết, hai là không đi về chứ không có 50-50. Thuộc hết đâu. Hết thì hát mình đi. Hết còn gì đâu tôi hát. Cỡ nào không có bị vô hết á. Anh nói chơi thôi, nãy nói tên gì? Dạ em tên Thắng. Thắng đúng không? Nè, em có tin là tối hôm nay em hát trong chung với anh là sáng ngày mai em nổi tiếng khắp ở Vĩnh Thuận này không? Dạ tin. Trời đất ơi. Gặp thứ dữ rồi. Không tin không nổi tiếng luôn mà. Anh cũng tin là như vậy. Tối hôm nay em hát với anh xong rồi sáng ngày mai em nổi tiếng khắp ở Vĩnh Thuận luôn. Mấy chị bán một vịt lộn ai cũng biết em hết á. Nè, nghe nè. Theo lời yêu cầu rất nhiều bạn khán giả, cho phép hai anh em của Lâm Trấn Khang và Lâm Trấn Thắng, hai anh em cùng cha khác ông nội, xin tặng đến các bạn một bài hát rất là cảm động. Xin một tràng vỗ tay thật lớn cho câu hỏi em chưa trả lời. Hát thêm nào. Nhất trên đời chỉ ám ắng mà thôi, cười lên nhé em bên đời. Hát to lên nào, to lên nữa. Mình hy sinh. Đúng rồi, bà ngoại hát gì là đúng rồi đó. Xin một tràng vỗ tay lớn cho bạn thôi à. Trời ơi, hát nhạc thiếu nhi hay quá. Bây giờ tôi vô trước hay không? Vô trước. Anh vô trước nha. Mèo này đau cổ, không biết hát bài này nổi không? Có gì nhớ tôi nha. Những cái này các bạn có thể quơ lại cho hai anh em của Lâm Trấn Khang xem được không? Đúng rồi, đẹp quá. Trời ơi, ai giơ tay mua đĩa quá trời kìa. Bán liền, nhanh lên giơ tay mua đĩa kìa. Quơ quá kìa. Cần nơi em một lời giải thích thật lòng, đừng lặng im đi tình nhạt phai trôi theo tháng ngày. Tại vì sao người xa mãi, tại vì sao người nói đi. Em cho anh bao nhiêu nghĩ suy, còn lại đây câu hỏi em. Bóng sao này lớn à, trời ơi, giọng giống Lâm Trấn Khang quá. Giờ đây em đã bước đi xa về. Lúc bị cảm á. Có lẽ nào là tên, có lẽ nào mất nhau. Người yêu ơi, xin em hãy về đây. Tại vì sao em ra đi, và tại vì sao ta chia ly. Tại sao em chẳng nói, hay em quá mệt mỏi. Thời gian qua anh đã sai, hay lỗi do anh điều gì. Người yêu ơi, xin em hãy nói đi. Người ta yêu nhau đậm sâu, thì người ta bên nhau dài lâu. Tại sao ta yêu đậm sâu, bản tình mình chẳng thể bên lâu. Giờ em đang đây nào, anh vẫn chờ em chốt đây. Người yêu ơi, em có biết hay không, anh chỉ yêu mình em. Xin một trong đây lực lớn cho Thắng luôn à. Thắng ơi, em hát hay quá. Em hát anh nghe chữ nào anh chết liền á. Mình hát hay mà hát trong họng rồi. Không ai nghe gì. Hát lớn lên. Lấy nội lực hát lớn lên. Nè, bây giờ nè, hít sâu vô.
thở ra nhẹ nhẹ thôi, thở mạnh quá nó bung phía sau đó. Rồi đoạn sau này em vô nha, đoạn sau vô sao quên rồi, tại vì sao tao hỏi em chị trả lời chuẩn bị nha. Để thay đồ để tắm cho xuống ừ. Chúng tắm xuống. Có lẽ nào là thế, có lẽ nào mất nhau. Người yêu ơi, em đang ở nơi nào? Tại vì sao em ra đi, và tại vì sao ta chia ly? Tại sao em chẳng đổi, hay em quá mệt mỏi? Thời gian qua anh đã sai, hay lỗi do anh điều gì? Người yêu ơi, xin em hãy nói đi. Người ta yêu nhau đúng rồi, hoàng ngoại lên, hoàng ngoại lên. Ta bên nhau dài lâu, tại sao ta yêu đậm sâu mà tình mình chẳng thể bấy lâu? Giờ em đang nơi đâu, anh vẫn chờ em chốn đây. Người yêu ơi, em có biết hay không, anh chỉ yêu mẹ. Chuẩn bị lên cao nhau nè. Đến bao giờ lại được thấy em? Đến bao giờ tìm lại phút giây mà ngày ta bên nhau, cùng nhau tay trong tay, cùng nhau đi qua bao tháng năm. Tại vì sao em ta đi, có lẽ mãi mãi anh không hiểu được tại sao. Tôi hát miếng nào hết trơn. Nè, về nhớ coi lúc 12 giờ khuya nha, phim ma đó.